Trong cuộc đời con người ta anh ạ, mong muốn nhất là khi mà lớn lên lập gia đình là mong muốn nhất là có một ngôi nhà hạnh phúc anh ạ, là thuận vợ thuận chồng và các con được ăn học thành người. Nhưng mà tiếc rằng tới giờ phút này có thể là anh mất rồi. Dạ Cái đúng hạnh rồi. phúc của anh hiện tại bây giờ là anh không còn thể giữ được nữa rồi. Dạ đúng rồi. Xa tầm tay rồi anh ạ. Ý là em muốn là cho vợ em về là cái thứ nhất, như còn thương thì quay lầu là đầu hai chồng ở, còn không thôi thì ra tòa ly dị. Đúng. Đó em tính nói là Câu nói nói vậy. đó là em chờ từ này tới giờ đấy. Đó thì em Bây tính giờ là em nói, bây giờ em nói sự thật luôn cho anh biết này. Vợ anh đi lần này là 5 6 tháng trời rồi. Nếu thật sự mà còn thương anh thì vợ anh quay về lâu rồi anh ạ. dạ đúng rồi. Nãy giờ là mình cứ vòng vo hoài một cái câu chuyện, nhưng đây mới là cái điểm chính, cái điểm nhấn này anh này. Dạ đúng rồi. Nếu vợ anh mà nghĩ tới anh, nghĩ tới chồng còn thương chồng và đặc biệt còn thương đứa con thì vợ anh quay về lâu rồi. Dạ xin phép chào anh. Anh có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị đang xem video này được biết là anh tên là gì? Em là Nguyễn Văn Dương, em là ở Sóc Trăng. Anh Dương, Dạ. quê quán ở Sóc Trăng. Dạ. Hôm nay anh Dương về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây anh? Dạ em với ba nhờ anh Hải giúp vợ kia tìm vợ em cho về ha, em với vợ em làm lại. Tìm vợ. Dạ. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Thị Liên. Thị Liên. Thị Liên. Dạ. Chị là sinh năm mấy anh? 1985. Chị quê ở đâu? Ở Bình Phước. Lý do gì mà vợ anh bỏ nhà đi đây? Tại vì hai chồng em làm ở Bình Phước á, Dạ. rồi không biết chữ nghĩa, rồi em xuống dưới bầu bàn em làm, em đi bốc cám, rồi một tuần em về một lần, Dạ. rồi bữa lễ là em thấy con em bệnh, em ẵm con em đi, rồi là rồi vợ em đi đám cưới, là từ là buổi chiều là ngủ nhỏ em gái đi là đi ăn trà sữa, là nhỏ em gái thấy trời mưa nó không có đi, rồi tự nhiên là nó đi một đêm đó, rồi lại tới chiều là một ngày đó là 5:30 chiều nó mới về đến nhà thằng thứ năm, rồi cái là nó là em điện cho nó là nó nói vợ em nói là đi chơi, em chửi nó một câu, em nói là mẹ mày đi với, qua đêm với ai, em có chửi một câu, cái nói vợ em nói một câu, nói là đi chơi với bạn bè thôi, nói, em mới tức quá em nói là người ta nó, bác sĩ người ta nói là cần cái bảo hiểm, là em mới tức quá em mới chửi bộ mẹ mày lăn lộn với người ngoài hay gì, con không lo mà đi lo mê đi chơi, con chỉ một câu gì thôi, em chửi nó một câu gì thôi là nó chặn, là nó chặn cuộc gọi em hoài luôn, Vậy là bỏ đi luôn. rồi nó là nó đi làm rồi xe với bà vợ em á, nó một câu bữa hôm em về nó là con mời chỉ một chiếc xe Nuvo thôi, chiếc xe Ed đi cầm rồi, rồi mày không cho đi làm mà lấy chiếc xe Nuvo đi, rồi nó không có xe đi làm, cái em mới trả lời em nói mẹ ơi tại vì có chiếc xe của thằng sữa rồi, rồi con mới lấy xe con bệnh, con mới lấy xe Nuvo đi khám bệnh cho con thôi, là bà vợ nó là mày đi bắt con đi, mày không nói người ta tiếng nào, nói nhỏ đang bệnh, nhớ nhỏ đang khỏe mà sao mà nó bệnh gì, nói gì đó, nói mẹ ơi con bệnh con mới chuyển đi thôi chứ lẽ ai nó dốc nó láo gì, lẽ từ đó giờ con ăn ngay nó thẳng không sợ ai hết, mẹ đừng nói vậy, cái nói là mày đi đi luôn đừng có về, nói là nhà nhà của con chứ, tại vì Là mẹ mẹ vợ anh nói với anh mẹ vậy á? giờ Ôi trời đất ơi, sao kỳ vậy? thì mẹ vợ nói em vậy đó. Là mẹ vợ anh nói anh là đi luôn đừng có về. Ừ Sao cái chuyện vợ chồng mà mẹ vợ anh lại can thiệp vào làm gì? thì bà vợ em nói một câu vậy đó, Vậy là cái hôm mà vợ anh đi qua đêm cũng là cái hôm mà con anh bệnh. đúng ngay ngay trong ngày 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 đó là ngay trong ngày là đi đám cưới luôn, ngay trong ngày lễ luôn, là đi một ba đêm em với bạn em mượn bạn em ẵm con em đi khám bệnh Con luôn, là có phải con của vợ anh không? con vợ Tại sao vợ anh là mẹ mà vợ anh lại không quan tâm đến con? không quan tâm tới gì chứ. Con ốm đau mà không quan tâm mà lại đi chơi được. Ừ Vẫn còn cái tinh thần để đi chơi. dạ Ôi trời đất ơi. Anh nói thật không? em nói cho em chết liền á, Trời ơi. Anh và vợ là cưới nhau lâu chưa? em cưới lúc là năm 2015. 2015. Dạ Vậy là được 9 năm trời rồi. dạ Mình có đăng ký kết hôn không anh? dạ có Hai vợ chồng anh trước kia là gặp nhau trong cơ duyên nào? hai chồng em tại vì có thằng cháu nó em mới mua điện thoại, em không biết chữ, nó kêu bảy coi cái chung cái điện thoại nè, bảy coi nhỏ nào đẹp đẹp bảy nhắn nhắn vô, thì em nhắn vô là em gặp vợ em trong vòng một tuần lễ, Nhắn vô đâu mà gặp được? thì nhắn vô chung cái coi chung cái điện thoại đó, coi cái hình nhỏ nào đẹp đẹp đó rồi nhắn vô rồi mới kết bạn, Hình ở đâu ra mà anh nhắn? ý là trên Zalo Facebook đó. À, trên Facebook đúng không? Dạ Chứ rồi Zalo thì phải kết bạn mới, dạ mới có hình dạ được. đúng rồi, rồi thằng cháu nó kêu chỉ vô cái là vợ em mới nói ủa sao không nhắn tin đi điện không vậy, nói tại em không biết chữ, em nói vậy nè, nói tại nhắn tin mỗi tay lắm,
Nó em không có chửi, em mới nói vậy. Tức là mình giấu cho đỡ quê đúng không? Dạ, rồi trong vòng đúng một tuần cái bà già em á không cho em đi. Em nói mẹ con đi lên Bình Phước đi, rồi sẵn con đi về rồi dắt con làm luôn. Lên chỗ anh chơi là bà vợ em á là cũng cho quen. Mà em lên đó gần 10 ngày em mới về rồi dắt. Đó. Vậy là quen bao lâu thì trong vòng mình... trong vòng một tuần lễ là vợ em đó xuống dưới Gò Vấp kiếm em. Qua tuần sau hay hả? Ừ, rồi cái xong xuôi cái là giờ chảnh là bà giờ vợ em nói một câu, nói thôi tao cho hai đứa mày tìm hiểu đi, rồi cái sau cuối cùng vợ em tìm hiểu em, rồi trong vòng tháng cái vợ em lấy đồ đi theo em, hai chồng đi luôn. Mình có cưới không? Chưa, lúc được đi với đi làm rồi xong xuôi đâu chắc cả gần năm á, em không cho vợ em không cho có bầu, về mới làm đám cưới. Làm đám trên nhà bà vợ em á. Vậy là có bầu rồi cái cưới hả? Không, chưa có bầu. À chưa hả? Dạ. Ý là hai như là bà vợ em cho những cái mình gặp mình ở mình tìm tức hiểu. Là mình sống thử trước. Dạ. Gọi là sống thử đấy. Dạ dạ đúng rồi. Vậy là trong một tuần đấy là ai là người chủ động tỏ tình? Thì bây giờ em thấy chợ anh em mới về rồi vừa dắt em làm bên cầu đường. Là vợ em nó xuống nó tìm em là từng nào nó cũng xuống hết. Tự đi xuống gặp anh. Dạ, vợ em đang làm ở Minh Hưng á, làm bên công ty Minh Hưng á. Là từng nào nó cũng xuống hết, từng nào nó cũng xuống hết, tại vì em làm đó cái xuống thăm em. Thế sao mình không đi tìm vợ mà vợ phải đi tìm không, mình? Không, hồi đó chưa cưới. Biết rồi nhưng mà chưa cưới nhưng mà sao mình là đàn ông mình không chủ động? Không, tại vì vợ em nó thương em nó đi, tại vì em đang làm trên cầu đường. Em một tháng em mới được nghỉ ngày hai ngày. Rồi xuống cái xong cái xuôi cái là em cũng mua hai cái quấy ngang đây nè. Hai quấy ở trong siêu thị á. Dạ. Rồi cái mua cái về thì bên kia người ta nói là thôi đừng có kêu bằng chú bác hiếm nữa, cho phép kêu bằng cha mẹ. Em mới kêu cha mẹ. Lúc đó là tới rồi đúng không? Dạ, lúc đó là về cái nó mẹ ơi, con mới mua cái hai quấy cho vợ con này bị chó táp, mình nói chơi vui á. Dạ. Cái mẹ bà dở lên cái quấy lên nè, vợ em bà kéo xuống. Là còn hai quấy nguyên luôn, kỷ niệm mà. Rồi xong cái là bà vợ kêu thôi hai đứa gắng làm đi rồi kiếm tiền đi rồi tự làm đám cưới. Chứ mẹ gả rồi một lần hai lần rồi mẹ không cho làm, mẹ không ra liền nữa. Một hai lần là sao anh? Ý là dùng trên Bình Phước á là người ta gả cưới là một lần hai lần. Ủa chứ là vợ anh là đến với anh là đời thứ mấy đây? Đời thứ ba. Ôi trời đất ơi. Vậy là anh là trai tân? Dạ trai. Lúc anh gặp vợ anh đã có gia đình chưa? Đó là quen thôi rồi đó mới quen. Quen bên kia, quen cũng... Tức là chưa có cưới hỏi gì à hết trơn đúng không? À, quen bà bên kia rồi, xong quen bạn rồi, bạn kia nó thấy không người, không ham, nó đánh đích mình ra. Đó gọi là người yêu mù bịch thôi. Dạ. Còn rồi. Cưới chính thức là chưa có cưới ai. Dạ. Và vợ anh là cái người đầu tiên trong cuộc đời của anh. Dạ. Vậy là vợ anh là trải qua hai lần lỡ đò rồi hả? Dạ. Cái lúc quen tìm hiểu nhau á, vợ anh có chia sẻ không? Có. Hay là giấu? Chia sẻ cho em. Cũng tâm sự thật tâm với sự. Anh dạ. Là cũng đổ vỡ hôn nhân hạnh phúc hai lần rồi. Dạ. Sau đó thì anh về cũng như là thưa chuyện với cha mẹ bên vợ ha. Dạ. Thì mẹ vợ anh cũng có góp ý rằng là đã hai lần rồi nên không muốn làm lớn hả? Dạ, làm cũng mười mấy mâm. Mười mấy mâm là hoành tráng rồi mà. Dạ, tại bên đó là làm mười mấy mâm, tại vì làm trên đó người theo phong tục. Phong tục gì anh? Phong tục Sà Tiên. À, tức là vợ anh là người dân tộc hả? Dạ. Rồi sau đó là sao? Là hai chồng em đi làm cũng năm với nó rồi mới về làm đám là cha ba với mẹ em lên được, tại vì lúc ông già em bệnh tai biến. Dạ. Rồi mẹ lên, mẹ nói là không có đứa ai lên được, mượn anh hay lên được, mượn ông anh thứ ba với ông anh thứ năm là chỉ lên thôi, lên chảnh là đứng như đứng người lớn vậy đó, nói chuyện người lớn. Dạ. Là làm cũng mười mấy mâm rồi hai chồng ăn ở rồi xong xuôi đó hai chồng khổ quá mới về dưới trước trang ở rồi về quê nhà mình ha. Dạ. Rồi về dưới em hai chồng em làm nuôi tôm xong rồi thấy sao vợ làm tới xanh luôn, có bầu làm tới xanh luôn, xanh đẻ rồi tới con tuổi mấy hai tuổi mới đi qua Côn Đảo. Côn Đảo luôn, người nào cũng chỉ đi chân làm, chỗ nào có tiền là đi. Đi làm đâu dừng cỡ một tới gần chưa tới bệnh dịch, chắc còn có 6-7 tháng nữa tới bệnh dịch. Rồi cái bà già vợ em điện cho nó, mẹ ơi mẹ cho con cái miếng đất đó rồi một xào điều đó mẹ cho con bán, thấy chồng con khổ quá giờ đi làm hồ, mặt mày toàn là hồ không à. Dạ. Rồi xong là bà vợ cho bán rồi em mới, vợ chồng em mới sắm mua lại là một mẫu cu su. Dạ. Đó rồi nhà thì bà vợ em cũng bán cho, hồi đó nhà bà nội với nhà vợ chồng trước của vợ em á, vợ chồng trước. Dạ. Rồi xong là bà vợ em bán là 200 mấy gì đó, rồi sửa chữa lại ở cũng gần 500 triệu đó, này kia nọ luôn chắc cũng cả 500. Dạ. Đó, rồi xong hai chồng rồi lo cạo tới sau cuối cùng hai chồng em đi làm một thời gian đó, nghỉ cạo đi làm thời gian rồi giờ em làm dưới chỗ ba con cò nè.
Rồi em về cái thấy vợ em kỳ kỳ quá rồi em, kỳ kỳ lời em nói thấy nghĩ kỳ kỳ rồi em mới về nhà một thời gian bán cây bán cối gì sao vậy em cũng không biết ha. Rồi xong xuôi cái là vợ em nó đi làm công ty, em ở nhà. Rồi em về em thấy nó cầm điện thoại nhắn tin, rồi thấy bữa ba em bắt 3 ngày 3 lần kiền là anh đóng cửa lại, nó ngủ với em là 10 giờ mấy 11 giờ, nó bỏ đi qua bên phòng con bé. Là em nói là ủa sao ba không ngủ, bà làm gì vậy? Nói tôi nhắn tin, tôi nói ủa bà nhắn tin với ai mà người nào mà nói bà anh ơi em ơi ăn cơm chưa làm gì. Ôi trời đất ơi. Rồi tôi nói mẹ mày á, vợ chồng mình á cùng khổ cùng nghèo gắng làm ăn, bà đừng có đi khinh bức nữa, bà làm tôi buồn quá tôi mới đi xuống tới bầu bàn tôi làm. Hồi đó giờ tôi đâu có làm gì bà dặn lấy đâu. Dạ. Tôi thấy bà làm quá tôi mới đập điện thoại bỏ, tôi mới chửi bà, tôi quýnh bà một bạt tay với đá vô giò bà thôi. Quýnh chưa? Quýnh em quýnh rồi em mới đi. Lý do? Tại vì vợ em nó con cái mà không bệnh, nó nói là thuốc của cháu ngoại mà chú uống rồi mà uống không thấy bớt. Mấy em sáng là em mới chụp em chở con em đi là người ta nói là cái hôm luôn. Đi chơi ấy hả? Dạ ngay ra ngày cái ngày đó em ẵm con là ngày đó trong chiều đó nó đi luôn á. Là về là anh vả luôn. Không, chưa quýnh trước. À. Quýnh trước bữa đó. Quýnh là vì lý do gì chứ? Tại vì con gái em bệnh, em gửi tiền về, gửi lần 500 em nhịn ăn cơm, em nhịn không ăn á, ngày em ăn có con cử à. Em nên để là lo cho con mình sửa sùng, gạo thóc, rồi thằng ghẻ ở nhà làm nó chở nữa, ghẻ về đó nó ở. Rồi xong xuôi cái gì hết ga, rồi gạo thóc em cũng điện kêu người ta chở vô. Này kia nọ, mà vợ em nó không biết suy nghĩ em là cái gì. Em có chửi nó một câu là cứ làm đĩ có là em có chửi nó một câu thôi. Em bực bội quá, tại vì trong đêm đó đi con bệnh mà không lo. Lo đi chơi. Lo đi chơi. Rồi cái hộ qua cái giấy bảo hiểm của con thì bả lấy đem theo hết, rồi em đâu có gì đâu mà bảo hiểm. Bảo hiểm nít là được 6 tuổi, 7 tuổi gì đó. Mà em đi mượn tiền bạn bè, anh em, chị em là dưới 4-5 triệu bạc. Đó, giờ đâu có tiền đâu mà đi chữa bệnh cho con, nhờ anh chị ruột của em. Trong cái thời gian mà vợ chồng anh sinh sống này, em nói những cái năm gần đây này. Yeah. Theo anh là một người chồng, anh cảm nhận rằng là anh và vợ cái tình yêu, cái tình cảm còn được hạnh phúc như xưa không? Em còn thương lắm, vợ em nó đăng lên nó nói là ba mày á, tôi thương ba mày á lắm, ba mày không đi tìm kiếm tôi nhớ con lắm, tại vì tôi đi đêm được, người khác không cho tôi đi. Tôi em nghe vậy thôi rồi em hỏi nhỏ em vẫn em dâu á. Nhỏ em dâu nói lại nói là chị hai nhớ lắm, nhớ chuột lắm, giờ anh hai không đi tìm kiếm. Mà em đi tìm kiếm mà sao đâu có ai bên vợ em người nào hay đâu. Thì mấy đứa em dâu nói công ty này em đi kiếm công ty này, người kia nói công ty kia em đi kiếm công ty kia. Vợ anh là bỏ đi ngày nào? Đi ngay ngày lễ. Ngày lễ là ngày lễ nào? Cái lễ 30 tháng 4 hay gì vậy? Lễ 30 tháng 4 hả? Dạ. Mà là được 2 tháng mấy, 3 tháng này rồi đó. 2 tháng này. Hiện tại hôm nay đã là tháng 10 rồi. Dạ. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 10 rồi anh ạ. Dạ. Đi cũng mấy tháng. Trời đất ơi. Em đi về em tìm bữa bà vợ em chửi em á, là em biết mình biết cái lỗi mình sai rồi. Lý do gì chửi? Tại vì em về em chuột cái chiếc xe, em đi với thằng em là vợ chồng em cầm chiếc xe chiếc ẹt á là 20 triệu. Sao mình phải cầm xe? Thì vợ lúc vợ chồng em không có khả năng mình xây á, chi tiêu cuộc sống, chi tiêu nhà cửa đồ ăn uống là vợ chồng em đi cầm chiếc xe 20 triệu. Rồi sau bữa đâu có khoảng 20 ngày đâu, sợ vợ em nó kêu thôi ba mày ơi bán điện về cho em á, bán bỏ chiếc xe đi còn nhiêu tiền đi trả nợ cho người ta. Em chạy lên chảnh người ta thu vô có 19.500.000 đó. Rồi thật sự em 19 triệu đó, 19.500.000 đó, thấy thu vô mình bù vô 500.000 nữa mới trả người ta đủ. Em mới về dưới Sóc Trăng em kêu mẹ em á là đi vay tiền bên ngân hàng. Dạ. Bên nhà nước á, nhà nước kiểu là gì vay nước sạch á. Rồi là em mới đi chuộc xe em ra đó, là kỷ niệm của ông già em. Ở đó chưa có tiền ông già em đóng. Trong cái thời gian gần đây này, gần cái ngày mà vợ anh bỏ đi này, hai vợ chồng anh có được hạnh phúc không? Hồi lúc em còn ở thì hai chồng em hạnh phúc lắm. Mà từ lúc mà em đập cái điện thoại đó bỏ là vợ em nó buồn, nó chán em dữ lắm. Anh đã bắt được vợ bao nhiêu lần nhắn tin với người khác rồi? 3 lần. Những mà lần đó là vào cái thời gian nào? Thời gian đó là chưa tới lễ. Lúc mà em đi làm ở dưới mà ba chỗ ban cầu này em về là vợ em nó mình cũng không nhớ, em không biết nhắn tin hay là gọi điện, ban tối hay ban ngày? Ban đêm á. Khoảng thời gian từ khung mấy giờ đến mấy giờ? Thì 1 giờ mấy đến 1 giờ mấy cái sáng á. Dạ. Là gọi điện hay nhắn tin anh? Nhắn tin rồi điện luôn, em mở cửa ra phá chốt lại luôn, em hỏi vợ em nói chuyện ai làm mới biết, vợ em nói câu luôn. Cái thời gian gần khi vợ anh bỏ đi, hai vợ chồng mình có ngủ chung không?
nó cũng ngủ chung mà ngủ cơ khoảng lén lén ra cái là cả khoảng tầm 10 giờ mấy 11 giờ nó ra, rồi nó ra chỗ khác nó ngủ. Anh có cảm giác rằng là vợ anh không còn tình cảm như trước với anh không? Có lạnh nhạt không? Có đối xử tệ bạc với anh không? Nó cũng em cũng không rành nữa, tại vì nó... mình phải cảm nhận được chứ. Tại vì bây giờ nó đi làm vậy nó mệt quá, cái là nó nằm đó một tí cái nó bỏ ra đó đi, là em biết là vợ em suy nghĩ là vợ em là có người khác. Có người khác rồi đúng không? Dạ. Bây giờ em cho lên đây em nhờ anh Hải cho vợ em về nói chuyện đầu đuôi ra sao. Rồi như còn thương á thì vợ chồng em, cha mẹ vợ bỏ qua hết tất cả. Bỏ hết tất cả, con biết là hiểu lầm lỗi, con chửi cha mẹ chứ đụng má đụng mẹ gì đó, cho con xin lỗi hết với cha mẹ. Cha mẹ có kêu mua heo mua bò gì đó rồi con mua lại, con xin lỗi cha mẹ. Tại vì con cũng giờ con hết đường kiếm rồi, giờ cha mẹ bỏ qua hết cho tất cả cho con đi rồi, dòng họ trên đó bỏ hết cho con giờ con tìm kiếm vợ con hết nổi rồi, giờ cha mẹ ơi con không biết đường nào cũng kiếm vợ về, giờ cha mẹ bỏ qua hết cho con đi, giờ con không biết đường nào kiếm vợ. Vậy là anh và bên vợ cũng có gọi là cái chuyện không hay rồi đúng không? Ý là bên người bên bọn ấy người chửi thề người ta không chịu. Anh hay chửi thề đó hả? Em thì như vợ em nó làm cái chuyện gì á em mới chửi thề. Mình chửi thề là có mặt ba mẹ vợ ở đấy không? Không có. Có gia đình vợ ở đấy không? Không có, có hai chồng thôi. Chứ sao gia đình vợ biết? Thì ý là bà vợ bà cũng nghe ngoài người sớm vòng vòng bao vòng họ ta đó mà. Bản thân anh là một người chồng, theo như anh á, anh đã đối xử tốt với vợ con anh chưa? Có. Tốt không? Tốt. Mình làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Tốt, có rồi. Đi làm về kinh tế tiền bạc là ai là người nắm giữ trong gia đình nhà mình á? Nếu mà hồi trước á vợ em nó cho em đứng không à? Đứng anh là người giữ tiền hả? À. Còn vợ anh? Vợ em nó nói muốn đi đâu thì nó nói kêu đưa nhiêu em đưa, còn em đâu có xài gì đâu. Mình em hỏi thật này, cái tính tình của anh có gia trưởng không? Có. Có gia trưởng hả? Gia trưởng nha. Thôi, gia trưởng là thua rồi anh ạ. Mình có chi ly tính toán từng đồng từng cắc không? Không. Cái chuyện mà vợ con ăn uống cũng như là sinh hoạt trong gia đình đó mình có khắt khe không? Không à. Nhưng mà sao mình gia trưởng chi á? Ý là anh biết sao không? Tại vì ông già em mắc, còn mình lên bà già dưới quê à. Tại em làm mà vợ em á, thì nó như làm được vợ tỷ cạo lô gì đó, như tỷ cho bên chịu, bên anh chịu bên kia anh chịu, tại vì bà già còn mình nên bà già. Mình làm bên đây thì mình út trai, mình chưa cắt khẩu ra, thì mà như là mình làm bên đây mình nhớ bên kia vậy đó, mình chạy tới chạy lui vậy đó. Em cũng chạy tới chạy lui thăm bà già hoài. Em cũng nói với vợ em đó, mẹ ơi, mẹ già còn mình nên à, mẹ cho đứa nào đi dưới học đi, phụ mẹ coi mẹ đi rồi cho nó học rồi về dưới học. Vợ anh, em xin phép ngắt lời anh, vợ anh là được mấy người con riêng? Ba đứa người riêng. Có ở chung với gia đình mình không? Có, lúc làm đám cưới á là nó về bên chồng, nó tới sau này cũng mấy tháng gần 2 năm vậy nó mới về bên đây ở được mấy tháng. Anh và vợ anh là được mấy đứa con đây? Em được đứa. Trai gái? Gái. Mấy tuổi anh? Năm nay tính năm nay là 5 tuổi. Vậy là vợ anh đi là để con lại đây... đi mình đúng không? Dạ. Trời đất ơi, vợ anh đi là có nhắn gửi thư từ gì cho anh không? Không. Có điện thoại mà nhắn tin gì cho anh không? Không, em không biết chữ, không nhắn tin, nhắn lời nói thôi, nói hôm hôm có chị hôm hôm thôi. Nói là ba mẹ ơi con có khóc không? Là hỏi thăm con. Hỏi thăm con, ba mẹ hỏi ba mẹ ơi có con có khóc không? Rồi xong cái nói thôi anh đừng đi tìm kiếm tôi nữa, giờ cho anh đừng có về nhà cho anh tìm kiếm tôi nữa, tôi đi làm rồi. Vậy là em đi tìm kiếm, em đi khắp nơi. Trong cái quá trình mà sinh sống 9 năm trời á, giữa anh và vợ anh bao nhiêu lần anh ra tay với vợ? 4 5 lần nha. 4 cái năm là 9 lần. Thì cũng cho dọn chục đi chứ em. Chục ha. Dạ. Những lần đó là lý do chính là gì? Tại vì mình vợ con mình không biết giờ nào cái vợ mình làm chỉnh gì thì em cũng không quấn nặng tay, quấn gì vừa thôi, quấn mà biết, em biết rồi nhưng mà do vợ hay là do mình thích thì mình quấn? Không, do vợ em thôi chứ em là cơ thương vợ em dữ lắm chứ. Do vợ là em muốn biết cụ thể cái lý do chính là do cái gì? Nhưng mà vợ chồng mà em đi làm về mệt đó, rồi vợ em nói này nói kia, nói nhai, em bực bội lắm. Vậy em là tính của anh cũng nóng hả? Dạ, tính mình, em... Mình có nhậu không? Anh có nhậu không? Em nhậu ít. Mình có giữ được bình tĩnh không? Dạ có. Giữ được bình tĩnh sao quấn? Ý là làm mình, tính mình, cái dạng mình làm về mệt. Thì thôi chửi một tiếng, hai tiếng. Nhai hoài em. Nhai hoài. Nhai hoài em bực. Bây giờ là vợ đi từ tháng cuối tháng 4. Yeah. Mà hiện tại nay tháng 10 rồi. 6 tháng rồi. 6 tháng trời rồi. Anh cảm thấy thiếu vợ thì anh cảm thấy như thế nào? Thiếu vợ em ngủ không được, em suy nghĩ là em đi làm em suy nghĩ về bên vợ em không? Đi kiếm vợ em không? Em mình, làm mình, 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 mình
lúc vợ mới đi á, mình có đi tìm nhiều không? Em đi tìm là mấy đứa em dâu nói với mấy người chị dâu ở trên chợ á, nói chỗ nào em đi tìm chỗ đấy, đi tìm biết, để tìm hết tiền bạc. Có bao giờ anh khóc thầm không? Có. Nhớ vợ. Nhớ vợ rồi, em có ẩm con bé em đi theo nữa. Em đi trời mưa mà, em giấu bà già em đi mà, em nói đi xin công việc làm. Em đi tìm kiếm. Con bé nó có bao giờ nó nhớ mẹ mà nó khóc không? Nhớ, có anh. Nói bà ơi, mẹ đi bỏ con rồi, mẹ không nhớ con nữa. Bây giờ chắc nó hết nhớ rồi. Không anh, còn khóc. Còn hôm khóc hôm, hôm khóc. Khóc hôm 4-5 tiếng đồng hồ luôn. Vợ anh, ngày vợ anh đi đó là có mang quần áo, tiền bạc, tài sản gì của gia đình mình đi không? Không, em không biết luôn. Em tại vì em lúc mà em đi em bước chân em ẩm đi tới giờ là bà vợ em không cho em về trên chợ. Không cho về nhà vợ nữa. Tại vì hai chồng em cứ riêng, tại vì em về chợ em tiền. Hiểu rồi, tức là bà già vợ là cũng đủ em luôn rồi. Dạ. Tống cổ ra ngoài luôn. Nói là trên đây không có chứa chấp mày nữa, đừng có về. Ôi trời đất ơi. Bà vợ em nói một câu vậy đó. Vậy là cạn tình rồi. Thì cái bữa em về chợ mới về đây là ông anh mình hai mình á. Em hỏi thật này, mình có ăn ở có sai không mà sao mà bên vợ phải, tại vì phải, bà phải vợ như vậy? Bà vợ em á là bữa em về chợ á, em nhờ dì ba cậu tư đồ đó nói là thôi mẹ mẹ nói mẹ ơi giờ con về trên đây á, con làm bên công ty, giờ cho con về con mở con đập ổ khóa ra đi rồi con về con xịt cỏ vòng vòng cho nó chết cỏ đi, con về đây con nếu mà vô làm công ty được thì con chở chuột về trong vòng tuần này. Cái bà vợ bà chị hai điện là con của bà chị ba điện nói em câu nói có em nó nữa, nói là thôi mẹ ơi nồi chị hai nó rồi qua đưa em, nói là mẹ ơi cho con về đây đi, con xịt thuốc cỏ đi rồi con vô công ty được á thì con chọn chuột về, thôi đi đi luôn đi. Đừng có về đây nữa, không ở đây không ai chứa chấp đâu, rồi con Liên đi làm đĩ rồi còn đĩ già này không có chịu đâu. Bà vợ em nói câu trước mặt anh hai chị hai gì đó. Mình có nói mình có nói này nói kia nhà vợ hoặc nói này nói kia với vợ như vậy không mà bây giờ vợ nghĩ vậy? Ý là em chửi câu bữa hổm bữa thề đúng không? Thề đó, bữa chửi tục tiểu đúng không? Chửi tục tiểu đó. Em chửi là bữa đi em cầm con em đi khám bệnh đó. Phải có lửa thì mới có khói anh ạ. Đúng rồi, đâu có lửa có chuyện gì thì gia đình nhà vợ mới như vậy được. Dạ. Nên cái đó em nãy giờ em nói chấp nhận em là em sai hoàn toàn, nếu mà cha mẹ tha thứ em về trên đó cha mẹ chuyện gì em. Bây giờ mình thấy mình hối hận chưa? Dạ hối hận ạ. Anh biết những cái sai của anh trong câu chuyện này là gì chưa? Dạ, anh nhận ra được không? Dạ biết, em bỏ hết tất cả. Anh nhận ra thì anh nói đi, anh sai những cái gì anh nói em nghe xem nào. Nói ra giờ ba mẹ ơi ở trên Bình Phước á, ba cha mẹ vợ á, giờ con có chữ thề cha mẹ bỏ hết tất cả cho con về sau này con giờ con về làm lại từ đầu. Bây giờ con hối hận lắm rồi, cha mẹ bỏ hết đi. Giờ con cho vợ về hai chồng con làm lại từ đầu hết. Mình sai này, mình sai đặc biệt là nghiêm trọng luôn anh ạ. Yeah. Thứ nhất là chửi thề, chửi mà không có chửi vợ mà toàn lôi cha mẹ vợ ra mình chửi không là mình sai. Yeah. Để em phân tích cho tại sao sai. Giả sử bây giờ đi nè, mình chửi cha mẹ vợ không đúng không, nhà mình anh có con gái đúng không? Dạ có. Mai mốt con gái anh gả cho người khác rồi gặp cái thằng rể nó cũng chửi vậy mình nóng không, đúng chưa? Yeah. Nó không chửi vợ mà nó chửi toàn cha mẹ vợ không à, mình nóng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ra tay với vợ. Yeah. Là mình bại rồi. Đó là vũ phu. Bởi vì là vợ chồng là bình đẳng. Vợ chồng nam hay nữ là đều bình đẳng hết. Thứ nhất phải tôn trọng lẫn nhau. Mình không được đụng tay đụng chân, đó là cái thứ nhất. Có chuyện gì đi chăng nữa thì mình dùng lời nói. Đó là cái sai của anh, đúng chưa? Dạ. Tiếp tục cái nữa là trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, mình ra trưởng. Ra trưởng là thời xưa thôi. Dạ bây giờ thời xưa thôi, bây giờ mình đúng. Bây giờ tại sao lại ra trưởng? Làm gì có cái chuyện ra trưởng? Dạ. Không có cái người vợ nào người ta chấp nhận được những cái người chồng. Thứ nhất là ra trưởng. Dạ. Anh ạ, ra trưởng này, keo kiệt này, rồi là tính toán từng đồng từng cắc này, rồi là nhiều vấn đề lắm. Dạ. Đúng không? Đó là em đang nói cái sai của anh. Dạ. Nhưng mà bản thân anh tới giờ phút này thì anh cũng nhận ra. Dạ. Và một cái điều đặc biệt nữa là trong cái quá trình hôn nhân vợ chồng, có thể là anh và vợ anh chưa hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Anh thì suy nghĩ là muốn tốt cho gia đình. Dạ. Còn vợ anh thì suy nghĩ như thế nào đó thì có thể là anh cũng chưa thể hiểu hết. Dạ. Anh chưa thể hiểu vợ và vợ chưa thể hiểu anh. Dạ. Nên mới có cái tình trạng như ngày hôm nay. Hoặc là hai vợ chồng anh có một cái câu chuyện gì đó, nó nhiều cái bí ẩn và cái góc khuất chỉ có anh và vợ anh hiểu, người ngoài không thể hiểu được. Dạ. Kể cả bản thân em ngồi đây em đã biết được gì được trong câu chuyện nhà anh đâu. Mời cây, mời hoa, mời nhà, mời cảnh. Vợ chồng anh thì vợ chồng anh hiểu thôi. Nhưng mà hôm nay là cái tâm nguyện của anh mong muốn về đây là nhờ anh em.
đến đi tìm vợ. Bản thân anh tới giờ phút này đã ăn năn hối hận về những cái hành động, cái lỗi lầm của mình chưa? Dạ có. Bây giờ em tạo một cái điều kiện, một cái cơ hội cho anh. Thứ nhất là anh nói những cái lời thật lòng chân thành nhất gửi tới gia đình nhà vợ trước đi. Anh nói chuyện với ba mẹ vợ anh đi. Giờ ba mẹ ơi, giờ con nói thiệt ba mẹ, giờ con đi tìm vợ con hết nổi rồi ba mẹ. Con có chửi thề gì á ba mẹ, thì ba mẹ bỏ qua cho hết cho tất cả cho con đi. Rồi con về lại, con với vợ con về lại lại từ đầu. Ba mẹ đừng có bắt con xa vợ con nữa. Con giờ con đi làm, giờ con làm chỗ nào ai chỉ chỗ nào con với chuột đi kiếm vợ con hết. Giờ cha mẹ tha thứ cho con hết tất cả, con về con làm lại từ đầu với vợ con. Giờ cha mẹ con mới lần đầu à, cha mẹ phải tha thứ cho con đi. Nếu mà không tha thứ cho con thì con không biết đường nào, con muốn bó tay rồi đó. Giờ anh hãy nói chuyện với vợ của anh đi. Em ơi, về đi em ơi, về đi, vợ chồng mình làm lại từ đầu em ơi. Giờ anh đi tìm kiếm em hoài, người nào chỉ chỗ nào anh đi tìm kiếm chỗ đó. Công ty này công ty kia anh cũng không biết chữ. Em về đi, anh đi kiếm, em với con đi kiếm hoài. Bây giờ anh tìm kiếm hết nổi rồi, mẹ mẹ ơi về đi với tôi với con đi, về lại hai chồng mình làm lại từ đầu đi. Giờ tôi có lỗi lầm gì tôi sai bà đó, thì về nhà đi rồi vợ chồng mình tính sao. Giờ tôi nhớ bà, tôi làm không được, giờ bà cứ về nhà đi, vợ chồng mình tính lại. Bà còn thương tôi thì bà về đi, hai chồng mình sắm lại. Em, anh bỏ hết tất cả, anh bỏ này bỏ kia hết. Anh giờ anh không có trong cái quá trình mà anh và vợ anh sinh sống với nhau á, mình có bao giờ mình khắt khe với những đứa con riêng của vợ anh không? Không, mình có thương các con thương. Không à, em thương em có gậy la, em có gậy la nói cái chuyện gì sai thì phải sửa. Là tức là ở chung mấy người, ở chung với anh á, ở chung với hai vợ chồng anh mấy người? Ba có hai đứa, giường ca giường đứa em, trai gái hai đứa, ba đứa con gái chứ của vợ em, với em ở với vợ em đứa rồi bốn đứa con gái. Là ở chung với anh hết hả? Bây giờ nó có chồng, bây giờ bữa hổm em đi tới giờ là vợ em nó đi về bên tỉnh này. Trong cái quá trình ở chung á, là giữa gọi là con riêng của vợ và cha dượng có bao giờ xích mích cả nhau không? Không, em có chỉ là lâu lâu em gậy la mấy đứa con thôi, la cái sai mỗi lần la như vậy là vợ anh có can thiệp vào không? Không, vợ anh có nói gì anh không? Vợ em cho la gậy quýnh mấy đứa nhỏ dạy nó mà. Chừng nào mà nó làm quá thì em không dám, mà con riêng mà mình đâu dám quýnh đập mạnh đâu. Nhạy cảm lắm anh ạ. Con vợ cha dượng rất nhạy cảm, mà đặc biệt con của vợ anh là con gái nữa. Yeah. Sao mình không để cho các con ở riêng? Tại vì em ra riêng lúc mà bà già mới cho cái đất đó, rồi vợ trước với bà nội vợ để lợi, vì tính đập bỏ, lúc em bán đất tính đập bỏ mà bà giờ bà không cho. Bà kêu là giờ nhà của bà nội với nhà vợ em với con đó, thì sửa sang lại ở thôi. Gia đình bên vợ anh là được đông anh chị em không? 6 người, hai trai, hai gái, 4 trai. Có ai thương anh không? Thì trong đó thì tới giờ phút này nè, bây giờ chặn hết tất cả luôn. Bà vợ chặn, với vợ chặn, với nhỏ em vợ chặn. Có ai nói nặng nói nhẹ anh không? Mấy anh chị em vợ á? Thì không có, từ hai chồng em cứ cãi tới giờ là chị em đi là nó chặn hết tất cả hết luôn. Anh phải tự suy nghĩ tại sao mà lại gia đình mình vợ lại chặn, là mình phải đặt dấu chấm hỏi anh ạ. Thì à, đúng không? Yeah. Mình có bậy gì thì gia đình mình vợ mới chặn. Đúng. Còn rồi, nếu mà mình mà đàng hoàng tử tế, mình mà tốt thì phải có người ghét người thương. Dạ đúng. Chứ rồi, không có cái chuyện mà tất cả mọi người trong bên gia đình nhà vợ 5-6 anh em lại chặn hết. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy là mình bậy nhiều lắm rồi đúng không? Thì có thể ngày hôm nay anh chưa chia sẻ hết đâu. Sai nhiều không? Thì em, anh nói thật đi. Thì em nói thẳng luôn đó, em nói là em có sai gì em xin lỗi hết, hoàn toàn hết lời bên 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 vợ, cha mẹ vợ, rồi dòng họ bên vợ. Tới giờ phút này tâm lý của anh ổn chưa? Giờ em biết khổ rồi, tại vì con em, tại vì em đi làm, tại vì mình gửi cho bà già đó. Bây giờ con của anh đâu rồi? Ở dưới mà Vũng Tàu á. Ở đây với ai? Ở với bà nội lên được, bà nội giữ bà dùng. Nội chăm hả? Bây giờ hai cha con là về Vũng Tàu ở hả? Về dưới mấy ông anh bà chị dưới á. Trước em ở trên bầu bàn, em gửi với mặn ngày được 300-400 làm sữa tiền sùng với gửi không đủ. Rồi em là con thơ thì nhớ mẹ, chồng thì mất vợ, khổ không? Khổ chưa? Dạ. Gia đình là tan nát chưa? Em biết bây giờ em... Trong cuộc đời con người ta anh ạ, mong muốn nhất là khi mà lớn lên lập gia đình, là mong muốn nhất là có một ngôi nhà hạnh phúc anh ạ, là thuận vợ thuận chồng và các con được ăn học thành người. Yeah. Nhưng mà tiếc rằng tới giờ phút này có thể là anh mất rồi. Dạ, cái hạnh phúc của anh hiện tại bây giờ là anh không còn thể giữ được nữa rồi. Dạ đúng rồi. Xa tầm tay rồi anh ạ.
Ý là em muốn là cho vợ em về là cái thứ nhất, như còn thương thì quay lại là đầu hai chồng ở, còn không thôi thì ra tòa ly dị. Đúng. Đó em tính nói là Câu nói nói vậy. đó là em chờ từ này tới giờ đấy. Đó thì em Bây giờ tính em là nói, bây giờ em nói sự thật luôn cho anh biết này. Vợ anh đi lần này là 5 6 tháng trời rồi. Nếu thật sự mà còn thương anh thì vợ anh quay về lâu rồi anh ạ. dạ đúng rồi. Nãy giờ là mình cứ vòng vo hoài một cái câu chuyện, nhưng đây mới là cái điểm chính, cái điểm nhấn này anh này. Dạ đúng rồi. Nếu vợ anh mà nghĩ tới anh, nghĩ tới chồng còn thương chồng và đặc biệt còn thương đứa con thì vợ anh quay về lâu rồi. Dạ Giận đúng. hờn thì đi cũng 5 bữa nửa tháng là cao. Nhưng mà tới giờ phút này 5 6 tháng trời rồi. Anh có nghĩ rằng là vợ anh có hạnh phúc khác rồi không? Dạ. Anh phải bản lĩnh lên, anh về đây khác với cái anh hôm qua. Cái anh hôm qua ở Tây Ninh về đây khóc từ đầu tới đuôi, em không hỏi được một cái gì hết, không ra nói, không ra một cái câu chuyện, một cái thể thống gì hết, nhưng anh thì có vẻ là anh cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Mà Vậy là bây giờ là nãy giờ anh em muốn khóc mà em không dám kiềm chế. không khóc. Em kiềm chế Tại lắm. sao phải khóc? Đàn ông Đúng. mình phải mạnh mẽ lên anh ạ. Dạ đúng rồi. Chuyện gì đến thì nó đến. Dạ. Chuyện gì đi nó đi. Đúng. Mình khóc trừ khi là cha mẹ mình, người Đúng. thân của mình Dạ. không còn trên cuộc đời này nữa, đó là mình khóc vì mình đau buồn, đau lòng. Còn cái chuyện mà vợ anh như vậy mình khóc làm gì? Mình khóc như vậy thì mọi người sẽ phê phán anh thôi. Dạ. Ý là em lên nhờ anh Hải cho vợ em về rồi Vậy vợ là tóm chồng. lại trong cái video ngày hôm nay, bản thân anh hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương. Dạ. Thứ nhất là tìm vợ anh về nếu còn thương chồng thương con, Dạ. và tha thứ, về thì tha thứ hết mọi lỗi lầm của chồng. Dạ. Chồng cũng đã nhận ra lỗi lầm và tiếp tục gọi là xây dựng lại từ đầu Dạ. để mà có vợ có chồng, để cho con nó có đủ cha lẫn mẹ Dạ. để nuôi nó ăn học thành người. Dạ. Còn nếu mà không thương thì cũng phải về để Dạ. mà gặp nhau nói chuyện rõ ràng, Dạ. rồi đường đường chính chính Dạ. chia tay. Bởi vì mình đến với nhau trong một cái tình yêu rất là đẹp, có thể những cái ngày tháng ban đầu rất là thơ mộng, nhưng mà tới giờ phút này thì thơ mộng bao nhiêu thì bây giờ là đau buồn bấy nhiêu, Dạ đúng đúng không rồi. ạ? Nên bản thân anh muốn về gặp, thương thì ở, không thương thì ra tòa Dạ. ly dị, đường ai nấy đi, giải Dạ. thoát cho nhau. Dạ. Anh hãy nói những cái điều đó với vợ anh đi. Em ơi, giờ em chỉ về đi, về nhà đi. Nếu mà vợ chồng em tha thứ cho anh thì vợ chồng mình làm lại từ đầu, nuôi con biết có cha có mẹ. Còn mà em không thương anh nữa thì cứ về đi, rồi vợ chồng mình, rồi em không thương thì hai chồng mình ra tòa, đường ai nấy đi. Chứ em anh đi kiếm em á thì em trốn, rồi trốn hoài trốn bị gì, rồi anh đâu có làm ăn gì được đâu. Ra tòa rồi xong rồi đường ai nấy đi, bà có chồng tôi có vợ cũng được. Chứ bây giờ tôi đi kiếm bà trốn, kiếm bà trốn hoài. Bữa nay là tôi nhờ anh Hải đăng lên cho kêu tôi kêu bà về vợ chồng mình. Nếu bà còn thương tôi thì hai vợ chồng ở lại, con cái đủ cha đủ mẹ. Còn bà không thương tôi thì ra tòa ly dị, đường ai nấy đi. Vậy cho nhanh anh ạ. Dạ. Vậy cho nhanh, đơn giản, xúc tích, ngắn gọn. Chứ mình cứ cố gắng, cứ tiếp tục, cứ Kiếm níu hoài kéo hoài. nó kéo hoài là mình làm ăn không được gì hết. Đúng, hai chính cái xác. hai cái đầu mình nó dồn rồi. Tư tưởng không thông thì anh Dạ làm ăn được gì đây? dạ Bản thân anh là năm nay nhiêu tuổi rồi? năm nay em 40. Vợ anh Ấy lộn, vợ em 40, em 39. 39, 40. Dạ. Vợ em chú Vợ Châu. anh đã từng đổ vợ 2 lần, Dạ. anh là lần thứ ba Dạ. và tiếp tục có thể là lần thứ tư sắp tới. Còn bản thân anh là vợ anh là lần đầu tiên Dạ. và tiếp tục sẽ có lần thứ hai. Dạ. Bởi vì cái câu chuyện vợ chồng của anh nó rất phức tạp, nhưng mà cái nguy cơ này là cái cọng dây này em thấy là nó đứt hết rồi anh ạ, Dạ đúng khó rồi. nối lành được. Anh xác định tư tưởng tâm lý rồi đúng không ạ? Hôm nay Em anh về đây mà trong quá trình 5 6 tháng là chắc chắn một điều rằng là anh đã chuẩn bị được cái tâm lý rồi. Dạ đúng Nhưng rồi. mà cái tâm lý nó anh nên chuẩn bị sớm hơn. Thì chuẩn bị em chuẩn bị đó. Em chuẩn bị đặng cho vợ em về đây, rồi vợ chồng dí về bên vợ, rồi mình ra học bên vợ, cái dòng họ bên vợ. Về đầy đủ, còn thương thì ở lại, không thương thì nói một tiếng, Nói chuyện người nói lớn chuyện đúng người không ạ? lớn. Dù gì mình đến với nhau ban đầu có người lớn chứng Dạ. kiến, chứng giám, thì Dạ. bây giờ mình cũng chia tay trong êm đẹp, đặc Dạ. biệt là không hận thù. Dạ. Mình Vậy. có thể là cái duyên nợ anh, cái duyên nợ vợ chồng đến đây là kết thúc thì Dạ. phải kết thúc. Mình níu kéo thì cũng chẳng được gì. Dạ. Nhưng mà em vẫn mong sao rằng là hai người nếu mà thật lòng mà còn thương nhau, còn nghĩ tới đứa con thì quay về, còn nếu mà hết duyên, hết nợ, không thương nữa thì cũng đường đường chính chính, có cái gì đâu. Mình Dạ không thương nữa thì mình gặp nhau mình nói chuyện, dạ trốn em thôi. đúng không ạ? Dạ Mình không thương là bây giờ tôi với anh là hết duyên hết nợ này, bây giờ là không thể sống chung được nữa, dạ không hàn gắn lại được, thôi giải thoát cho nhau, ra tòa ly dị.
để mỗi người có một cái giấy độc thân, anh sẽ còn lấy được vợ khác và vợ của anh có thể là lấy được chồng khác. Còn bây giờ mà không ly dị mà vẫn giữ cái giấy kết hôn như vậy thì mình có thương người sau nữa, mình làm gì dám thương, mà ai dám thương mình? Mình đã ly dị vợ đâu mà thương? Tại vì em đi kiếm vợ em trốn, vợ em đi kiếm chỗ này cái trốn, kiếm kia trốn, trốn hoài luôn, còn đâu em cũng về em cũng nói với nếu mà cái trường hợp mà ngày hôm nay vợ anh xem được video này mà vẫn tiếp tục không về nữa thì em tư vấn cho anh. Mình có thể đơn phương được anh ạ. Đơn phương ra tòa được nhá. Mình ra luật sư mình nhờ sự tư vấn. Đừng tiếp tục chờ đợi nữa. Chờ đợi như vậy nó làm tổn thương cả hai người. Nhưng mà mong hai người là không, tuyệt đối không được hận thù nhau nhá. Dù không ở với nhau cũng phải chia tay trong vui vẻ anh nhé. Hy vọng rằng chị gái xem được video này, nếu chị xem được thấy chồng của chị về đây thì chồng của chị cũng ăn năn hối cải, tới giờ phút này cũng nhận ra lỗi lầm của mình, cũng đã nói ra những cái lỗi, những cái sai và mong muốn chị về. Nếu thật sự mà chị còn thương thì chị về, chị ở với chồng để tiếp tục chăm con. Còn chị mà hết thương thì chị cũng về nói chuyện rõ ràng với ảnh, để mà hai người ra tòa ly dị rồi đường ai nấy đi. Chị đừng trốn tránh như vậy. Mình dù gì thì mình cũng lớn rồi. Còn nếu mà mình cảm thấy mà mình mà cứ tiếp tục mình cứ trốn như vậy thì thật sự đó là cái điều mà cứ dây dưa hoài, nó chẳng giải quyết được chuyện gì. Nên mong rằng là chị gái xem được video này, đang ở đâu đó mình không về được thì mình gọi điện mình báo tin là cho chồng biết cái tình cảm tới giờ phút này của chị với lại ảnh như thế nào, để cho cả hai người được thoải mái đầu óc cũng như là được tiếp tục trong cái cuộc sống tương lai hiện tại cũng như là tương lai sắp tới. Cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh trai nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ anh về không? Dạ có. Toàn bộ thông tin sự việc anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai? Sai em chịu. Hoàn toàn trách nhiệm nhé. Dạ. Cuối video thì em không biết nói gì hơn, thì chúc cho anh thật nhiều sức khỏe. Trong cái thời gian hiện tại bây giờ anh đã là gà trống nuôi con thì mong rằng là anh phải suy nghĩ cái tư tưởng nó phải sáng suốt. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, và thứ hai là anh phải tập trung vào cái công việc, bởi vì có làm thì mới có tiền để mà nuôi con. Con của anh còn rất nhỏ, mong rằng là anh phải tạo hết sức cái điều kiện cho con anh được ăn học tới nơi tới chốn. Còn cái chuyện vợ anh về hay không thì mình phải chờ theo cái duyên thôi anh ạ. Nhưng em vẫn mong muốn cái điều tốt đẹp nhất đến với gia đình nhà mình, đặc biệt là chúc bé nhà mình hay ăn chóng lớn, thật nhiều sức khỏe anh nhá. Xin phép chào anh, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã bớt chút cái thời gian quý báu để lắng nghe xem hết video này. Em chúc cho tất cả mọi người luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là thật nhiều sức khỏe. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.